Dạ vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh channel của nhà thông minh Gobi chúng tôi. Thì ở video này thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, bên mình sẽ thực hiện việc thi công lắp đặt hệ thống camera IP cho biệt thự Tam Đảo. Đây là biệt thự khu E10 trên Tam Đảo. Và đợt trước mình đã có một cái video để giới thiệu cho quý vị và các bạn là hôm đó mình nên khảo sát ở cái vị trí ở trên này. Còn hôm nay sau hết cái thời gian giãn cách là gần 2 tháng thì bên mình đến đây thực hiện cái việc lắp đặt. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là ở đây tất cả các hạng mục khác là hoàn thiện xong hết rồi. Bên mình đã có những cái vị trí lắp cam, dây đã chờ sẵn rồi. Và ở kia là chúng ta đã có thể nhìn thấy rằng một cái camera đã được hoàn thành. Tổng số lượng camera ở đây thì nó khoảng, mình nhớ là 12 cái cam. Số lượng camera ở đây là 12 cam. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là ở đây đã có một cái vị trí cam này. Ở đây là trước sảnh mà mặt tiền của cái căn biệt thự này, chúng ta có thể nhìn lên xung quanh đây nhá. Đó. Không gian trên này cũng rất là thoáng, rất là đẹp. Ở đây thì hôm nay thời tiết thì nó hơi nắng một chút. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn từ sân, chúng ta view ra xung quanh. Ở đây thì có cái địa hình nó hơi cao hơn so với mặt bằng chung. Đó. Thì chúng ta có thể nhìn xuống cái căn nhà ở dưới kia, các cái khu vực xa xa rất là dễ nhìn. Ở đây là gần trong cái khu vực sân golf Tam Đảo. Với ý tưởng là sẽ xây những căn biệt thự ở đây cho những cái buổi tiệc team building. Và với mục đích ở đây thì người ta xây những căn biệt thự như này để vừa nghỉ dưỡng vừa cho thuê cho những tiệc team building khoảng độ tầm cỡ 10 cho đến 20-30 người. Đó. Và đây là quang cảnh không gian bên trong, chúng ta có thể nhìn thấy không gian rất là sáng, nội thất rất là sạch đẹp. Ở đây đã gần như hoàn thiện xong hết tất cả rồi. Đây là khu vực bếp. Đó. Ở hạng mục camera thì bên mình ở đây thì cái phần tổng thầu họ đã đi dây hết và bên mình setup các vị trí và bây giờ là chỉ cần lên là lắp đặt vận hành hệ thống. Đây các bạn kỹ thuật bên mình đang hoàn thiện nốt các vị trí lắp đặt camera. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi một vòng quanh biệt thự này để nhìn tổng thể công trình. Đây, không gian, diện tích, miếng đất là rất là vuông vắn, rất là đẹp. Đó. Đây ở hai bên hành lang đều có lối đi như thế này. Ở giữa căn nhà là có một cái hồ bể nước và có hai cái cầu thang đi hai bên. Đấy. Ở đây thì mình sẽ có một cái vị trí lắp cam nó ở đây. Ở phía đằng đối diện kia cũng có một cái camera như thế này. Cái dòng camera này là cam thân, sử dụng trong ngoài trời. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra đằng sau của cái tòa nhà này. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có một cái bể bơi. Đó. Với cái bể bơi này thì phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ em. Đấy, bể bơi thì khu vực trẻ em thì ở đây. Nước vực bơm lên rất là trong. Đầu tiên mình đến đây ở cái video trước thì chúng ta nhìn thấy rằng là họ còn chưa lát cái nền đá hoa ở dưới. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn một vòng xung quanh cái căn biệt thự này. Phía đằng sau này thì chúng ta sẽ có thể tổ chức các tiệc nướng BBQ ở đây. Đó. Ở giữa cái khung này là một cái tấm tranh mosaic, là một cái đơn vị chuyên thi công về các loại tranh gốm sứ. Đó là bên công ty Giang Nguyễn. Ở đây sẽ có một vị trí lắp cam và đã có dây chờ sẵn ở đây rồi. Đó. Và chút nữa thì sau khi hoàn thiện xong tất cả các cái hạng mục về camera thì mình sẽ review thêm những cái vị trí lắp cam mà bên mình đã hoàn thành. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái hành lang bên cạnh. Đó. Ở cái tòa biệt thự này có hai lối đi ở hai bên hông nhà.
Thì có hai khối nhà, một khối nhà trước thì thấp hơn, khối nhà sau thì cao hơn chút, với các cái phòng có view ra đằng trước lẫn đằng sau và có ban công rất là đẹp. Có một cái dàn hoa giấy ở đây đó, phía dưới bể bơi. Đằng sau kia thì chúng ta có thể nhìn ra phần sân golf ở khu vực Tam Đảo này đó. Mình nhưng cái con gimbal nó cao hơn một chút để quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là khu vực sân golf ở phía bên kia. Và cái thời gian tới thì có thể là chủ đầu tư họ sẽ phạt đi một vài cái cây bạch đàn này ở đây để giúp cho cái view nhìn xuống phía dưới kia rộng rãi hơn. Tất cả các cái camera ở đây thì mình đều là lắp camera IP và cái chế độ hình ảnh chất lượng rất là nét. Ở đây, bây giờ mình đi vào trong cái căn nhà này và cái lối đi này nhé. Ở đây, để chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái con cam đôm. Đó. Với những cái dòng camera đôm này thì nó rất là phù hợp ở lắp trên trần thạch cao và lắp ở trong nhà, kiểu dáng rất là nhỏ gọn, chắc nét, thiết kế kiểu tầng lệch. Đó. Đây là cầu thang đi lên trên phía ra khối nhà phía trước. Còn nếu như chúng ta đi lên trên tầng mà thông ra khối nhà phía đằng sau này thì đây lại có một cái cầu thang nữa. Và chúng ta có thể đi lên sân thượng của cái căn nhà này. Đây. Đó. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn cái không gian bên ngoài kia là rõ hơn nha. Đó, ở các cái căn nhà phía dưới kia đó thì nó đều là những cái khu vực sân golf. Không gian đây rất là trong trong lành, sáng. Không khí mát mẻ hơn, đỡ nóng bức hơn không khí ở phía dưới. Đây là cái view ban công trên sân thượng đó, và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là view ở đây xung quanh bên cạnh này sắp tới họ cũng sẽ xây thêm những cái căn biệt thự bên cạnh. Ở phía dưới kia cũng đang có mấy căn biệt thự cũng đang xây. Khoảng cách di chuyển từ Hà Nội lên trên Tam Đảo này thì nó khoảng độ tầm cỡ 50 cây. Rất dễ, rất thuận tiện. Di chuyển lên hết khoảng độ tầm cỡ hơn 1 tiếng đồng hồ là chúng ta có thể lên đến đây rồi. Còn nếu chúng ta muốn có thể di chuyển lên trên đỉnh của Tam Đảo thì chúng ta sẽ thêm một chút thời gian, khoảng độ tầm mất di chuyển mất 30 phút. Thực ra cái quãng đường nó không xa nhưng mà cái quãng đường nó đi rất là quanh co. Chúng ta có thể nhìn là mây ở phía đằng kia kìa. Đó. Đằng sau cái mép nhà này, là trên đó là cái khu trên đỉnh của Tam Đảo. Nên trên đây không khí rất là mát. Còn đây là không gian phòng thờ của cái căn biệt thự này. Từ đây thì chúng ta cũng có thể nhìn view ra cái bể bơi. Đang là 2:30 phút chiều thì bên mình đã thực hiện xong cái việc thi công lắp đặt các vị trí con camera lên trên trần. Và đây là cái con cam ở trên tầng 3, cái con tầng cao nhất đây, là chúng ta đã nhìn thấy là cái con cam định vị cũng rất là gọn gàng, rất là đẹp. Và tiếp theo thì mình sẽ đi xuống phía dưới các cái tầng sau để giúp chúng ta sẽ nhìn thấy các vị trí của các cái con camera mà bên mình đã thực hiện việc gắn cho ngày hôm nay. Lúc bên mình đến đây thì lúc đó khoảng độ tầm 9 giờ và đến tầm 2 rưỡi chiều là bên mình đã gần như là hoàn tất xong cái công việc lắp đặt này rồi. Nói chung là khi mà ở trong cái giai đoạn mà xây dựng thì đã giải dây hết rồi nên cái công việc gắn của cái con camera này nó cũng rất là đơn giản thôi. Ở đây là cái vị trí con camera thứ hai. Đó. Tất cả cam trong nhà thì chúng ta sẽ lắp cái con cam đôm. Ở đây là hơi tối một chút nên mình sẽ chỉnh cho sáng lên. Đó. Và đây là vị trí con camera thứ hai nhé. Đấy, chúng ta nhìn thấy không gian bên trong này cũng khá là đẹp.
Tiếp theo thì chúng ta xuống các vị trí bên dưới. Tổng số camera ở đây là 11 cam. Đây, đây con camera thứ ba. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi di chuyển sang bên này. Ở ngoài này hơi nắng một chút, như thế mình sẽ điều chỉnh. Đây là con cam thứ tư này. Đó. Và đây là con cam thứ năm. Và chúng ta sẽ đi xuống dưới nhà để tiếp tục quan sát các vị trí các con cam tiếp theo. 6 con cam dưới tầng 1, tất cả trên tầng là 5 con cam, dưới này là 6 con. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy con cam đấy. À, bên ngoài. Đây con cam thứ 7 này. Tiếp theo đây là con cam thứ 8. Đây là vị trí phòng khách. Đây vị trí con cam thứ 9 này. Đây con cam thứ 8 này. Và đối diện bên kia là một cái con cam nữa, là con cam thứ 9. Và đây là vị trí cam thứ 10. Với vị trí cam này thì chúng ta sẽ quan sát được những người đứng ở trên sân khấu này. Và có thể là một chút check nữa ra bên ngoài, ở cái không gian phần sân này. Và vị trí cam cuối cùng thì chúng ta sẽ đi ra mặt bên này, cái lối hành lang. Và đây chúng ta đã có thể nhìn thấy cái vị trí cam này rồi. Đây là vị trí cam thứ 11. Đó. Với vị trí cam này thì nó sẽ quan sát ở cái khu vực hồ bên này. Và cái lối đi, cái người đi ở phần hành lang ở đây. Đó. Và vừa rồi thì mình đã review tất cả các số lượng camera mà đã gắn trên cái khu biệt thự ở Tam Đảo này. Nếu như quý vị và các bạn đang có cái nhu cầu lắp camera cho nhà riêng, biệt thự hoặc là biệt phủ, nếu mà cần có cái giải pháp về camera tổng thể từ các loại camera để quan sát, camera ban đêm có màu, camera chống trộm hoặc camera có cái chức năng là zoom xa gần, quay quét 360 độ thì bên mình đều có thể đáp ứng được. Và vừa rồi thì trong cái đợt dịch chống Covid ở khu vực Hà Nội thì bên mình cũng đã thực hiện triển khai cái việc là camera đo thân nhiệt có khả năng cảnh báo những người mà không đeo khẩu trang. Đó là những cái sản phẩm dịch vụ bên mình hoàn toàn có thể cung cấp được. Nếu như quý vị và các bạn đang cần có những giải pháp về camera tổng thể thì quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với bên mình để bên mình có thể đến khảo sát và tư vấn cho quý vị và các bạn một cách tốt nhất, đảm bảo làm sao sử dụng hệ thống camera hiệu quả, chất lượng, độ bền, sự ổn định rất là cao. Ngày mai thì bên mình sẽ thực hiện việc đi khảo sát camera nhà xưởng ở trên Thái Nguyên. Nếu như ở trên đó thì bên mình trước đây đã thực hiện rồi, và đợt này thì tiếp tục khách hàng cũng thấy cái việc lắp đặt biểu ở bên mình đem lại hiệu quả khá là cao, họ tiếp tục tin tưởng và sử dụng dịch vụ của bên mình. Thì mai mình đi khảo sát, đấy là họ đã dùng khá lâu rồi nhưng mà cái việc mà giãn cách nó gây ra sự chậm trễ, và bây giờ mình mới có thời gian để đi khảo sát. Thì ngày mai mình sẽ quay lại cái video và sẽ gửi tới quý vị và các bạn những cái hình ảnh của cái camera nhà xưởng trên đấy. Đấy một nhà xưởng cực kỳ là rộng ở khu vực trên Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu còn bất kỳ câu hỏi gì thì quý vị và các bạn hãy comment để lại thông tin dưới video này thì mình sẽ trả lời và giải đáp cho quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Hy vọng sẽ giúp cho quý vị và các bạn có một cái trải nghiệm về camera tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.